Em thì sinh ra và lớn lên ở đây. Ông trời cũng ban tặng cho chúng em một quang cảnh nếu như ở nơi khác mơ cũng không có. Em tên là Nguyễn Thị Ngoan, em sinh ra và lớn lên ở đây, thôn Tập Ninh. Em năm nay 32 tuổi. Đầu này nó như một đầu rồng, rồi uốn lượn từng như một lưng rồng uốn quanh trên trời ý, thì mây nó sẽ bao phủ hết những ngọn núi xa xưa các cụ đặt tên là Vân Long. Gia đình em thì bố mẹ em làm ruộng từ trước khi chưa mở khu bảo tồn ra ấy, thì nói chung là không có tiền ngoài thu nhập, như kiểu là chỉ có một năm hai vụ lúa, do là hết vụ rửa cấy ấy, thì em lại đi xây. Thế từ khi khu du lịch mở ra thì bố em không phải đi xây nữa. Trước kia và bây giờ bố em vẫn đang đánh đò. Mẹ thì đi chở đò như này thì cũng có tiền thêm cho con ăn học. Nói chung là đời sống đi lên cũng nhiều. Thì cũng làm được nhà cửa. Ngày trước thì em nhà năm gian bé, rồi ở bốn chị em nằm một giường. Còn bên này thì hai bố mẹ với em út. Có khách đi thì mẹ em không có nhà, nhà em có thuyền ấy, thế là đi học về thằng là đi lên chở một chuyến mặt đỏ đau lên. Nhớ mãi lần đầu tiên em đi cái chuyến đò đấy, ôi mặt đỏ ngay, lúc đấy lại chưa biết chèo, xong quay lu lu. Em cũng học được một chút tiếng, em giới thiệu được cảnh quan ở đây có những cái gì. Thứ nhất là em tạo cho khách sự yên tĩnh, không như ở nơi khác thì người ta còn bán cái nọ bán cái kia, nhưng ở đây tuyệt đối không. Từ khi khu bảo tồn ra, nhất là cái loài vọc ấy, dân ở đây bảo vệ như kiểu là nó như kiểu cuộc sống của mình. Trước thì có người ta chưa hiểu biết được nhiều ấy, thì người ta còn săn bắt, nhưng từ khi khu bảo tồn ra lên thì người ta cũng ý thức được là mình bảo tồn cái loài vọc này là có giá trị rất là lớn đối với không phải là mình cuộc sống của mình, mà sẽ là đến thế hệ con cháu mình. Em yêu cái công việc này. Ví dụ như em không định hướng được là em đi làm việc gì nữa. Khéo khi từ giờ đến khi em về già, em sẽ luôn là một cô lái đò.